Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào ngày vía thần tài, nhiều người thường đổ xô đi mua vàng thần tài để cầu một năm nhiều may mắn, tài lộc sung túc, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, để mua bán vàng được thuận lợi, suôn sẻ trong dịp này thì mọi người cần chú ý những lưu ý quan trọng khi đi mua vàng. Mua vàng, điều quan trọng cần lưu ý là chọn loại phù hợp, thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Hiện trên thị trường rất nhiều sản phẩm vàng thần tài với mẫu mã đa dạng như vàng miếng, nhẫn, lắc, tượng thần tài. Sản phẩm được nhiều người ưa chuộng là 6 bản vị nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long và các loại đồng vàng. Loại này đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích và tài chính. Vàng nhẫn tròn trơn thường có giá trị tịnh tiến, ổn định hơn so với những loại vàng khác. Ngoài ra, cũng nên cân nhắc khi mua sản phẩm vàng mỹ nghệ, sản phẩm mạ vàng. Một số thường chọn mua sản phẩm theo phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh. Tuy nhiên, sản phẩm này có nhược điểm lớn là sẽ không có giá trị khi bán lại. Các cửa hàng nói sẽ không thu mua lại sản phẩm mỹ nghệ mạ vàng. Vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ khi chọn mua, bởi mỗi loại sản phẩm này có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, xu hướng những năm gần đây, người dân còn mua thêm các loại trang sức bằng vàng rồng Thăng Long, ngoài việc tích trữ còn để làm đẹp đầu năm. Họ cũng mua một số các loại đá phong thủy để mang lại may mắn, tài lộc, hanh thông thuận phát. Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết khởi đầu mới mẻ. Trong văn hóa phong thủy, vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ, không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận buồm xuôi gió. Vào ngày vía thần tài, nhu cầu mua vàng của thị trường thường cao, nhiều người xếp hàng hoặc chờ đợi nhưng không chọn được sản phẩm ưng ý. Theo đó, khách hàng có thể tham khảo mẫu sản phẩm trên website, fanpage của các hãng vàng lớn. Liên hệ với nhân viên tư vấn để đặt cọc trước. Đúng ngày thần tài chỉ cần đến lấy sản phẩm đã chọn hoặc đặt vận chuyển tới tận nhà. Cách mua vàng này vừa đảm bảo vẫn có thể xem hàng đúng ngày mà không phải xếp hàng bon chen. Một số hãng vàng có tiếng trong nước như Doji, Bảo Tín Minh Châu, PNG, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đều mở kênh đặt hàng trước trên website fanpage của họ. Các sản phẩm mới nhất và giá thành cụ thể cũng được cập nhật tại các hệ thống bán hàng online kể trên. Người mua hàng có thể đặt hàng ngay bây giờ, thay vì đến tận nơi xếp hàng mua. Lưu ý quan trọng khi mua vàng vào ngày vía thần tài là người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu vàng uy tín. Thương hiệu uy tín thường cung cấp vàng có chất lượng tốt và đáng tin cậy. Họ thường tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng của sản phẩm, giúp bạn tránh được việc mua phải vàng giả hoặc vàng kém chất lượng. Mua vàng từ các thương hiệu lớn cũng giúp bảo đảm an toàn trong giao dịch. Bạn có thể tin tưởng vào quy trình giao dịch và bảo mật thông tin cá nhân của mình. Hơn nữa, các thương hiệu uy tín thường tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và thuế, giúp bạn tránh được rủi ro pháp lý và hậu quả tiềm ẩn khi giao dịch.